Dự án Cảng hàng không Sapa là một dự án có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai. Tỉnh xác định việc giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng và đây cũng là mô hình điểm trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Để nhường đất triển khai dự án cảng hàng không Sapa, gia đình anh Kim cùng hàng chục hộ dân ở thôn Cam 2 được bố trí sắp xếp đến khu tái định cư. Trong quá trình tháo gỡ, di chuyển căn nhà đến nơi ở mới, gia đình anh Kim nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương. Đằng nào cũng phải đi thì phải di chuyển. Thì xã vận động tất cả thanh niên, dân quân đến ủng hộ, di chuyển, tháo gỡ, mang đi dựng lại, trả cho gia đình. Đối với những người dân đã chuyển về sống tại khu tái định cư, ai nấy đều chung một nhận định. Đó là cuộc sống nơi ở mới, tốt hơn nơi ở cũ. Được nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, người dân yên tâm và mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. So với ở cũ thì nhất là gần trung tâm xã, gần trường học, gần trạm y tế. Cái hạ tầng cơ sở thì là đường xá là khang trang, có đầy đủ điện đường hoặc là nước sạch trên cung cấp. Nói chung so sánh với nơi ở cũ thì những người được đến khu định cư thì khang trang hơn, thuận lợi hơn. Để bảo đảm tiến độ thi công dự án, huyện Bảo Yên đã triển khai chiến dịch 60 ngày di chuyển các hộ dân trong vùng dự án cảng hàng không Sapa với mục tiêu di rời nhà cửa, tài sản, cây cối, hoa màu của 205 hộ dân đến nơi ở mới một cách thuận lợi và an toàn. Trong đó, chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ nhân lực, phương tiện để di chuyển tài sản, hỗ trợ các mẫu thiết kế nhà, xây nhà trọn gói. Hỗ trợ của các lực lượng, đây là không phải sử dụng nguồn ngân sách, mà đây là huy động các lực lượng để hỗ trợ nhân lực để di chuyển, để khi người dân ra không bao giờ có tiếng kêu, có lời kêu về điện, về nước. Nếu có lời kêu đấy là trách nhiệm của các cơ quan. Cảng hàng không Sapa là dự án có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai. Trong giai đoạn 1, dự kiến có khoảng 1,5 triệu hành khách mỗi năm, mức đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 mở rộng dự kiến đón hơn 3 triệu hành khách một năm.